củ xanh anh em ơi. Mình lấy ná ra coi. Độ cây bình đạt này cao lắm nữa. Thấy giữa cao dưới trời gió nữa nè, đường gió cái nó đậu biết mọi người thấy không nữa. Này, anh em qua quay cho anh em xem nè, cho nó trống dễ nhìn đâu thấy đây nè, gió đùng đơ đùng đơ đùng đơ sao bắn. Đường gió em ơi, đường gió không bắn cái hụt lất gì đâu mà. Em ơi. Rớt 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 rớt. Rớt em ơi. Đây nè nè. Viên đầu tiên luôn. Viên đầu tiên của Long luôn mọi người. Ui. Rớt em ơi. Xanh nghe nè. Đảo quá anh em ơi. Rồi tiếp tục thôi, sướng quá anh em ơi. Lâu đi kia SK mini kỷ niệm của anh sầu ca anh em. Thùng SK luôn. Thùng bắn lực lắm anh em ơi. Quá tài lực. Rồi tiếp tục thôi. Anh em gặp hai lá thủ dọc đường. Rồi đây em. Vô hai anh em, hai anh em ở trong xóm của mình nè. Quay tao cười chết anh Long ơi. Đây cái gì, tao trảo đây hay gì? Kìa nó kìa. Cây này đậu đây qua bên đó cao quá sao mà bắn trúng quá trời cao luôn. Cái gựa này, cái gựa cái xanh ta, cái xanh phải không? Cu xanh này không có về hả? Không, không thấy gì ngoài. Má đi qua bển là nó không có chó. Qua này đứng đi chối nắng quá. Đó quyền, ngay trên đầu đó quyền. Đó giờ không té ngay nhánh cây tài. Đuôi ngớt cái quyền. Trúng nhánh cây. Thôi đi anh em ơi. Đi thôi anh sầu ca với tiếng gà đợi. Anh giờ đi bắn đâu? Đi xuống dưới dầm đồn cái chỗ cái cây gừa ngay chợ đó. Ngay chợ hả? Ừ, ngay cu xanh về chạy qua đánh kiếm đó ngay. Hồi sáng nhóc luôn á. Sáng em vô cá dưới đó, sáng nhóc dưới. Vậy hả? Đi ngoài coi. Đi anh em ơi. Gặp tiếng gà với anh sầu nè. Nó về nó nhiều lắm phải không? Nó về nó qua bên cây gừa kia nó ăn kìa. Cây gừa ngay đang chợ á. Sầu ca thấy anh em. Trúng cái gì vậy? Trúng cái gì anh sầu? Bay lúc bên kia kìa. Né ba con luôn trời. Thì em nói nó ở đằng cái kia nó ăn xong nó lại về cái này nó đậu nè. Anh bắn trúng nó rồi mà thấy nó còn bay qua bên kia được vậy? Nghe cái bọc luôn mà. Bây giờ nó về. Bây giờ nó về. Con nó kìa. Trời ơi. Nó về cái gừa đó. Về cái gừa đang ăn đó, đi thẳng đi. Đi đi đi. Người dòng nắng đi, người ở đây. Chị anh Long chạy thẳng đi. Vô kìa, vô kìa. Má này nhiều vậy. Nhiều lắm, qua. Trời ơi, bay đi đâu rồi. Ủa lúc đầu kìa. Cái chân gọn. Đậu vô đọc nhỏ đó. Bắn đi, bắn đi. Anh thấy không, anh thấy không? Sầu ca thắng phải thấy bắn đi. Trời ơi, trúng luôn. Ê, nó qua cái vừa. Nó qua cái vừa. Qua cái giữa, đậu cái giữa, thấy không? Kìa, đậu cái giữa, đậu cái giữa kìa. Đậu cái giữa đó anh em. Trời ơi, sợ. Ở đậu đột tre nữa kìa.
nó còn đậu đậu tre nó chưa bay luôn kìa. Có con nó giãn vậy, nó còn đậu đậu tre kìa. Nó còn đậu đậu tre đẳng á. Ai lại cây gừa nắng là có đó. Lại gừa đi, tôi đuổi ra. Lại gừa nắng đi. Hạ nó luôn, ở đây anh hạ nó luôn chứ đuổi gì. Tôi tảo này mà rớt rồi. Rớt xuống này. Quá tao tảo luôn. Anh em ở đây đợi cu xanh nó về, mấy ngày mình bắn tàu tảo, mới tàu tảo trước mọi người. Quá tài luôn mà. Hiện tại mình đang ở giờ dầm đồn anh em. Cũng dầm đồn, đợi dầm đồn nha. Anh em mình ở đây đợi chờ cu xanh nó về. Ăn túc tàu tảo nữa, mấy anh em vô trong cái gọn đó, về chứ lắm. Gì nữa ta? Cái bạn nhìn tên đỏ, nó mới qua nữa đó. Đó, đậu cho vô á. Đỉnh đầu quá ngon luôn á. Trời, anh bước ra sụt sau lưng anh vài bước anh thấy liền. Em đang cầm thấy mà. Đó thấy chưa? Nó qua nữa kìa. Tao tao đó nè. Tảo luôn em ơi. Trời ơi, rớt anh em ơi. Chưa kịp bắn nữa. Trúng bộ vô kịp rớt. Cu xanh nó về kìa. Cu xanh nó về mà anh thấy anh em mình nó không qua kìa. Té. cái bạn á. Cu xanh anh em ơi. Vô cái bạn á. Đậu cái bạn á. Kìa đậu cái bạn kìa, anh đậu, thấy sao? Anh sao? Ở đây thấy nguyên con rồi anh sao? Đây nè. Anh thấy không? Đây. Đứng ngoài này nè. Đó. Đây nè, đậu gió thổi cái bạn mất tiêu cái lỗ rồi. Cái sụt sụt gì nữa. Đây nè, qua đây thấy dễ thấy không nè, qua đây, đứng ngay đây nè. Đó thấy chưa? Đó. Thấy. Nè. Ủa nó nhảy đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Đây nó còn kìa. Gió thổi nó cầu quơ kìa. Hai con luôn, con trên con dưới. Còn không được, qua đây, đi ra đây, em dẫn qua đây bắn nè. Ra đây, em dẫn qua đây bắn nè. Dẫn mấy anh Tứng. Để dẫn anh Thầu qua đây bắn. Qua đây, dẫn qua đây đóng. Đi qua đây, đi ra. Lẹ lên. Không được, quẩn qua cái bạn mà đứng lên. Đi qua bên cái bạn mà đứng ngay góc bạn mà bắn lên luôn. Bà con luôn. Bà con gì á? Bắn không? Không có em dẫn đi chưa? Bắn con bự dưới á. Ham á. Cào trên xa tối quá khó thấy lắm. Té con. Còn không. Anh ơi. Rớt rồi anh em ơi. Cua xanh rớt rồi. Dạ con cua kìa. Đâu rồi? Hả? Ây da. Treo vỏ ở đâu? Giải rồi. Mày thấy treo vỏ ở đâu chứ? Nhanh đây nè. Nó rớt chưa? Chưa, em biết tay chưa thấy rớt nữa. Ủa? Ok kìa. Đạ kìa. Ê, rớt đúng không rồi. Hay quá trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Siro. Đi ra đây nè. Anh bắn sợ cái đầu. Siro ngồi thôi. Thấy chớp rõ ràng mà. Ghê trời. Vậy con cú. Dạ cú xanh. Trời.
Tiếp tục đi mày. Có mấy con gì cát hả? Dạ con cu xanh cô. Sầu ca bắn gớt con nữa anh em. Nhìn sáng lần bắn liền con nữa. Hai con anh em ơi. Rồi bữa nay mình ngồi đi. Đợi nó về nữa mình bắn tiếp. Nó về kìa. Đâu ta? Bay luôn rồi mọi người. Cả vô anh em ơi. Cú sánh đậu rồi vô này đây. Đây là hai con, thấy hai con luôn mình Đức. Sầu ca vô. Trời ơi. Trời ơi. Bay lại cái gòn nữa rồi đó. Đỏ nó lên đục ra. Đáp tàu dừa. Lên cái dừa. Quá giờ cú sánh anh em ơi. Trời ơi. Đậu một cục kìa. Đẹp nha. Trời ngay cây trời. Ngay cây anh em ơi. Trời khu xanh nhóc luôn trời ơi. Hai con hả? Bà không còn luôn chứ hai vậy. Đây con nữa nè. Đi bắn đi, anh bắn phun đi. Đi sạch bên nè. Rớt trời. Trời. Gì vậy sao? À, chúng không chết. Trời. Lòng bắn chúng luôn. Quay mấy con kìa. 5 con. 3 con đầu. Thôi bắn con đó gì không chết ta. Nè, lòng bắn này nè, té luôn rồi không chết. Cú đất anh em ơi. Tiếng già bắn. Khó thấy lắm anh em. Đâu trên ta. Cái nhà nhỏ này nè. Khó thấy không? Thấy nó chưa anh Tứng? Tứng này định bắn anh em. Qua đây vừa cung, cái vừa cung, nhường ninh cái vừa nè. Em không thấy nè. Sốc rồi em ơi. Qua bản. Giảm. Chạy tới luôn Tuấn, rồi qua tới kia luôn coi, lúc luôn. Giảm tới luôn, cái vừa mà hỏi mấy anh em mình hả nè. Thấy không? Cái vừa nào vậy? Cái vừa nào anh Tuấn? Qua đó hả? Đó hả? À, tới đây. Em không thấy đâu mà em thấy nhung nhất tàu á. Đây anh em. Nay Long dẫn sầu ca và mấy anh em đi test thùng với Long test cái ná của Long nè. Test ca. Thì
Cái kỷ niệm của anh Sơn nè, giờ Thung Đen. Sáng giờ bên em uống cà phê ở đây bằng được như đây nè. Một bộ hôm nay mình bắn từ sáng giờ năm mấy gần 60 viên rồi anh em, mà nó chưa có hề hớn gì chứ, không thấy nó tì vết gì hết anh em. Cái Thung Đen nè. Anh em mình uống cà phê. Mình đợi tôi xanh nó về nó ăn mới càng có trái chín rồi anh em thấy không? Rồi. Rồi tôi đây, chạy lại bên kia nè.